Xin chào mọi người. Hôm nay thì shop phụ kiện Wi-Fi 2019 sẽ làm một cái video hướng dẫn mọi người kết nối cái con camera xem trong mạng nội bộ. Đấy, thì hôm nay thì shop nhận được đơn hàng của anh Thương ở Đồng Nai. Đấy, thì anh có đặt một cái cam xem trong mạng nội bộ. Đấy, thì cam này thì đều có chức năng xoay 360 độ. Đấy, và đèn hồng ngoại quay đêm. Rồi, đầu tiên chúng ta mua cam về, chúng ta cắm cấp nguồn cho cam. Rồi, trong lúc chờ đợi cam nó khởi động thì chúng ta lấy điện thoại. Chúng ta lên CH Play, còn ai dùng iOS thì nên App Store tải cái app. Đó là cái app là XMEIE này. Rồi, nhấn tìm kiếm này. Đấy, thì cái app của nó là app XMEI đây, để mọi người cài đặt. Cài đặt cái app này nó về. Rồi, thì app đã tải về xong và cam cũng đã khởi động xong. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành mở app lên. À, trước khi mở app lên, mình vào mục cài đặt wifi ở điện thoại. Đây cái này, đây là cái wifi camera test là đang là băng tần 2.4G. Mình muốn vào mình xác thực lại cái mật khẩu wifi cho chính xác để trước khi cài cam. Rồi giờ mình sẽ xóa mạng đi. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ nhập lại nhé. Đây, cái wifi mình là camera test đây nhé. Mình sẽ nhập lại mật khẩu để mình kiểm tra. Đây, khi mình đã nhập mật khẩu, mình nhấn kết nối. Để mình xác thực xem là mật khẩu đã chính xác hay chưa. Bởi vì lâu ngày mình không nhập nên là không nhớ chính xác lắm. Rồi, bây giờ điện thoại đã kết nối nên thành công. Là chứng tỏ mật khẩu đã chính xác. Đấy. Mật khẩu đã chính xác, giờ chúng ta mở app XMEI này lên. Rồi, nhấn qua hàng bên phải. Đấy, mình thì tiếng Anh mình không thông thạo lắm nên là rồi, giờ mình mọi người nhìn thấy cái phía dưới góc phải nó có biểu tượng màn hình máy tính này. Mọi người tích vào đây nhé. Mình sẽ không cần nhập đăng ký tài khoản, mình tích vào cái phần biểu tượng máy tính. Rồi tiếp tục nhấp qua cái bên phải. Rồi trong lúc này chúng ta nhìn thấy ở trên góc phải màn hình nó có cái biểu tượng dấu cộng này, chúng ta tích vào dấu cộng. Rồi cái dấu tích màu xanh đang để thêm thủ công, mọi người tích qua phần màu xanh. À, cái cấu hình wifi. Rồi nhấn trong khi dùng ứng dụng, mình cho phép vị trí để cho nó lấy cái tên wifi ở điện thoại đang kết nối. Đó. Khi mình cho phép cái là ứng dụng nó tự động nó điền cái tên wifi ở điện thoại đang kết nối này. Đấy. Rồi trong lúc này chúng ta nhập mật khẩu wifi vào thôi. Cái mật khẩu mà hồi nãy mình có vào mục cài đặt đấy mình nhấn quên đó. Rồi khi mà mình nhấn OK. Rồi trong thời gian quét này là 120 giây. Trong lúc này mọi người lấy cây tăm. Chuẩn bị lấy một cái đi cây tăm này. Mọi người nhấn vào cái phím reset này nhá. Nhấn và thả luôn nhé. Đừng có giữ, giữ là cam sẽ chuyển sang trạng thái là reset. Nhấn thả này. Đó. Rồi, thả tay ra để cam xuống. Rồi, trong lúc này cam đã nhận tín hiệu. Khi nào kết nối thành công sẽ hiện cái thiết bị màu xanh ở xung quanh cái bán kính này. Đó, mọi người thấy chưa? Cái biểu tượng màu xanh này. Rồi, chúng ta nhấp vào. Rồi trong phần này mọi người cứ giữ nguyên. Có cái hàng cái phần chỗ EG5 này mọi người xóa hết đi. Rồi mình đặt ở đây cái mục này là mục đặt tên. Mình đặt là cam 1 đi nhá. Mình đặt cam 1 rồi mình nhấn thêm. Rồi thiết bị đã thêm thành công. Rồi giờ mình sẽ nhấp vào để xem kiểm tra hình ảnh nhé. Rồi nhấp vào. Đấy, đây nó đang kêu mình là tạo một cái mật khẩu mới nhá.
bao gồm 8 đến 16 ký tự nhá, nhưng mà mình bỏ qua. Mình đang làm video để test. Đấy mọi người thấy không? Trong hình ảnh xem trong mạng nội bộ này thì rất là nét luôn nhá. Rồi bây giờ nếu mọi người muốn nghe âm thanh ở bên cam nó thu về thì mọi người tích vào cái biểu tượng cái loa đây nhá để nghe âm thanh của cam nhá. Còn mọi người muốn nhắc nhở con cái hay này kia ấy, thì mọi người tích vào cái micro này. Rồi và tiến hành giữ cái mic này. Rồi nhấn cấp quyền cho ứng dụng ghi âm cho phép. Rồi mọi người giữ cái mic này vừa giữ vừa nói nhá, khi nào nói xong thả tay ra này. Alo 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 alo. Đấy. Rồi chúng ta thả tay ra. Chúng ta thả tay ra. Rồi còn khi nào muốn nghe âm thanh ở cam thu về thì tích vào cái biểu tượng cái loa này đang đánh dấu x ở đây nhá. Rồi còn đây là cái phần nội dung xem lại trên thẻ nhớ này. Mọi người tích vào đây để xem này. Đó, đây là hình ảnh ban đêm của mình có test từ đêm hôm qua. Đấy, nên là hình ảnh ban đêm sẽ là hình trắng đen nhưng mà vẫn nhìn rõ một một luôn. Đấy, mình thích coi khung giờ nào thì mình vuốt ở dưới đây nó sẽ có cái khung giờ này, nhỏ nhỏ ở bên dưới đây. Rồi, mình nhấn trở về. Đấy. Mình nhấn trở về này. Đấy thì giờ mọi người vào xem lại thì cũng cứ mở app lên rồi cứ tích vào cái biểu tượng màn hình phía dưới rồi nhấn vào cái bên phải rồi là nó cứ hiện lên đây, là mọi người cứ tích vào là xem thôi nhá. Cài đặt thì rất đơn giản rồi. Xin kết thúc video tại đây, thì sẵn nhân tiện cảm ơn anh Thương và các quý khách khác đã mua hàng ủng hộ tại shop phụ kiện wifi 2019 nhé. Rồi, shop cảm ơn mọi người.